thách 6 ngày 6 đêm đi săn, không ăn không ngủ. Sản xuất kêu dừng cũng không dừng. Nhà tài trợ kêu ngưng cũng không ngưng. Đó, get go, get go. Thôi để cho người thầy bữa đi, mình ở đây. Ở đâu cũng đúc à. Hello. Vô, túm liền. Thôi giờ, anh thử một câu đi. Mời em. Rồi hãy chứng minh tài năng của mình bằng qua một đoạn bài hát em cảm thấy tự tin nhất. Thể hiện là bằng siêu rồi vô nha. Tình tình cô chàng 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 chăm chăm chàng 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 chàng. Nếu như là bây giờ mình hát đó thì bình thường quá rồi đúng không? Mình phải hát một cái rất đặc biệt thôi, mình biểu cảm, mình làm cái rất viral. Ok, à, vỗ tay à, chào vỗ tay à. Dù muôn sâu hay thương nhớ ai, xin một mình mang em. Chỉ mong ở khi em không hứa chút buồn, và đủ với em luôn sẽ mơ mộng. Là ai? Người em mà đôi bàn tay là ta là đã thức dậy. Ô ô la la, đường cầu em đây mà. Ô ô la la, chàng trẻ sexy lady. Em hợp với thế giới, đôi mắt người ta trông nhau là thủ thuận. Anh thì hợp với âm nhạc, mà yêu âm nhạc là đủ bận. Và đó cũng là lý do anh hay ngủ gật vào ngày chủ nhật. Em à, anh cũng không cần gì to tát. Đôi mắt dành cho em, một con tim dành cho rap. Nhưng khi nỗi của em có lòng lăn trên đôi mi, thì tôi muốn nói điều em cần làm bây giờ là quên tôi đi. Yeah. Wow. Cần đại trả chi anh không còn yêu em, nhưng em quá yêu đôi cơ mà tin nuôi, vì em đã quá yêu anh. Đây chỉ mới là warm up thôi, đây chỉ mới là khởi động thôi. Các bạn còn rất là nhiều cơ hội và rất là nhiều thời gian để các bạn quay những chiếc clip 60 giây để post lên trang web của chúng ta. Dấu ấn hệ bản lĩnh. Các bạn muốn làm gì ạ? À?